Xin chào quý vị và các bạn. Nắng nóng vẫn tiếp tục là những thông tin đáng chú ý ở khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ, Trung Bộ. Từ ngày 22 tháng 4 thì nắng nóng sẽ mở rộng ra cả phía Đông Bắc Bộ và bao trùm toàn miền Bắc, miền Trung. Dự báo phải từ 24 tháng 4 thì nắng nóng mới dịu dần. Hôm nay, nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ và Trung Bộ đều có xu hướng tăng hơn. Cụ thể, ở các tỉnh Tây Bắc Bộ gồm Lào Cai, Yên Bái, Sơn La hay là Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng là 37-39 độ. Tại Mường Lai, Điện Biên, Mường La, Sông Mã, Yên Châu của Sơn La có khả năng còn trên 40 độ. Không chỉ các tỉnh phía Tây tăng nhiệt mà nắng nóng cũng sẽ mở rộng dần sang cả khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng với mức nhiệt cao nhất từ 35-36 độ. Các nơi còn lại trong đó có thủ đô Hà Nội trời oi nóng, nhiệt độ cao từ 33-35 độ. Với Trung Bộ, suốt dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao từ 37-39 độ. Vùng núi phía Tây của các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là nơi chịu tác động mạnh của hiệu ứng gió phơn nên nhiều nơi sẽ có mức nhiệt vượt trên 40 độ, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí cũng giảm thấp xuống dưới 45% nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ ở những khu vực sản xuất, khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng nên quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng. Lùi xuống phía Nam, thời tiết chủ đạo nắng ráo vào ban ngày, chiều tối khả năng có mưa lác đác. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến từ 33-34 độ. Ayunpa, Cát Tiên, An Khê có nhiệt độ cao 35-36 độ. Còn tại Nam Bộ, mức nhiệt 35-36 độ cũng tập trung ở khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ. Còn các nơi khác, nhiệt độ từ 32-34 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5, phần phía Bắc của Vịnh có lúc gió mạnh cấp 6, biển động nhẹ. Ngoài khơi xa, trên toàn bộ Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có chung tình trạng thời tiết tốt. Gió chỉ dưới cấp 5, trời tạnh ráo, không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.